Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng máy bài Hitachi một tức G10SN. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong máy. Bên trong máy gồm có một sạc hướng dẫn sử dụng và một cấu hành đi kèm. Và linh kiện của máy là gồm có tay cầm, cái đá mài một tích và một cái khóa để mở khóa đá. Còn đây là máy của chúng ta. Anh thân máy gồm có số series, model máy, thông số kỹ thuật 840W, dòng điện chạy dòng điện 220V và tốc độ của nó là 10.000 vòng trên 1 phút. Máy G10SN được xài bằng công tắc trượt. Đây là chỗ đây các bạn để mở khóa đá ra, lắp đá vào. Khi bạn ấn vào thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn siết vô. Thì mình vừa giới thiệu cho tất cả bạn về dòng máy của Hitachi. Xin chào tất cả bạn, hẹn gặp lại các bạn.